Thế là lần này là anh lấy như em là 5 bộ. Lần sau về từ bộ thứ 6 trở lên nữa chứ đúng anh. Ừ, tính hạt súp cho anh ấy. Đôi súp ạ? Một quả súp đấy. Một quả thôi thì em phải gọi lên lắm. Dạ vâng, em xin gửi lời chào tất cả các bác nha. Anh Ngọc ủng hộ cho em bộ này là bộ thứ 5 rồi các bác ạ. Và anh bảo là từ giờ đến Tết phải còn bộ thứ 6, thứ 7 nữa. Hy vọng là sẽ còn nhiều cơ hội được phục vụ anh Ngọc cũng như bạn bè và người thân của anh, cũng như các bác khách hàng trên toàn quốc các bác ạ. 34 triệu tròn. Anh xã em là đang làm hóa đơn cho anh. Hôm nay thì anh về cửa hàng thì nó cũng là gần buổi cuối giờ chiều rồi. Sau một ngày làm việc bận rộn với em. Cảm ơn các bác trên toàn quốc đã luôn luôn quan tâm tin yêu của một cửa hàng. Và với bộ sản phẩm ở đây thì em xin được chia sẻ là nó có tổng trị giá là 26 triệu đồng. 26 triệu đồng thì em có thể quay để cho tất cả các bác khách hàng trên toàn quốc tham khảo. Thôi nhé, bao gồm một đôi loa Z Mang Z mã số 212, một đại ca 8 đời thứ 2, 4 kênh công suất đạt 1000W trên một kênh ạ. Một lưng Pra mã số AC2020XS, một vang số GD-KM320 và một bộ mic không dây 6 số có chế độ tự ngắt BBS-S329GS. Thì tại sao nó lại ra với giá là 34 triệu? Thì anh em vừa mang ra một quả súp ở bên ngoài để vệ sinh cũng như lau chùi cho bác khách hàng. Và đây ạ, anh có lấy thêm, đây ạ, bác khách hàng đi cùng có lấy thêm một con đẩy DKD-King mã số là LA400. Con đẩy này em đang bán với giá là 3.400.000 đồng rồi các bác nhé. Con đẩy này là hàng sử dụng DKD-King sản xuất, công suất đạt được dao động khoảng 400W trên một cây, chạy mạch class AB và 400W một cây, nó đánh ở 8 ohm các bác nhé. Con đẩy này chạy mạch màu xanh, rất là đẹp luôn, giá 3.400.000 đồng, rất là hợp lý đó. Và em anh em có thể ra xe để em bê trước, anh em đẩy lên lên đó. Dạ vâng, thì những dòng loa B3 thì ngày hôm nay chúng em lên đường cũng rất là nhiều rồi. Với những mã sản phẩm như B3Z212X12Y hàng mới xịn nguyên thủ shop. Đây là những sản phẩm đạt chất lượng rất là tốt, chất âm rất là hay và giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Nó là dòng sản phẩm chính hãng. Bây giờ anh em là đang đóng đồ, lau chùi vệ sinh quả súp cho anh và đưa lên xe để cho các bác về. Tặng anh cái dây lối đẩy đi. Dây lối đẩy à anh? Dạ vâng. Đây là đôi loa B3 Z Mang Z 212. Anh em tả đi ạ. Chiều nay mấy vé bác ở xa về em bảo sức quất ở đây ngọt thế rồi. Em cũng biết đây, em mua những cả vé thôi. Năm quả to thì lại cảm thấy nó trung nhiên. Thử máy anh ạ. Xe các bác về với cửa hàng chúng em thì lúc nào cũng đầy áp những sản phẩm. Nhưng đây là một bộ sản phẩm phải nói là chốt hàng rất là nhanh, bởi vì anh Ngọc là một khách hàng thân thiết bên cửa hàng rồi. Khi anh về anh chỉ cần đọc các sản phẩm cho em và đấu lên nó kêu là ok. Nhưng có một cái điều đáng lẽ anh Ngọc là anh có một giọng hát rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Phải nói đến là một giọng hát trời phú. Thể hiện. Các bác, đây là bộ thứ 9 trong ngày hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019. Không nói gì, chỉ biết là cảm ơn toàn thể các bác đã yêu mến và tin tưởng mua ủng hộ những bộ sản phẩm mà cửa hàng phối ghép tư vấn và chào bán ạ. Và đây là xe bán tải xe 2 chỗ. Đấy, các bác thấy không? Để em giới thiệu các bác là 29 này, biển D các bác nhá. Đấy, biển D là toàn biển của con cháu của các sếp đấy ạ. Vâng. Đúng không? Xe này chỉ được chở 2 mà các bác đi 3 tiếng báo công an. Tiếng báo công an. Và công an bảo mẹ con giờ đang đau bụng, đang chở đi có làm gì được. Thế thì một bác phải đau quần quại nhá. Nó đang đau bụng mẹ. Mà đang đau bụng. Vâng. Thế là làm gì được. Nó cho đi em ơi. Đính cả rồi. Đính cả đúng không? Cho cái nó bảo đây đang để cho em đi bệnh viện. Đang ở dưới mà đang ở dưới. Ông phải giữ lại thì nó vỡ ra. Ai chịu trách nhiệm đúng không ạ? Chính ạ. Đúng rồi. Đẹp xịn. Tính ra.
Con đẩy này dựng lên nữa à? Thì mà thấy bao đẩy nữa vẫn vừa đẩy. Hay quá. Thế cho em lên Hà Nội uống rượu nhá. Bây giờ đi luôn, xe rộng nên làm đi luôn. Chuyển nặng nhưng mà anh thời gian ra cũng bận. Vâng, hôm em làm chuyển nặng thì em ở trên đây 2 ngày. Ngày thứ 3 em cũng phải về bởi là cái hôm cuối là em phải về sắp xếp cho bên công ty người ta về đây người ta. Đây là bộ dàn đồ của anh rồi ạ. Em không vời bỏ hôm nay em ơi. Vâng. Chứng tỏ xe con nhưng mà thành xe bán tải và cũng thành xe tải luôn khoác ạ. Rất nhiều những sản phẩm âm thanh được lên đường trong ngày hôm nay. Em chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn tin yêu, tin tưởng cũng như ủng hộ các sản phẩm âm thanh bên cửa hàng âm thanh luôn ạ. Em thấy nó có một cái duyên đó là các bác về bên cửa hàng em toàn đi xe bé lắm mà chở rất là nhiều hàng. Có các bác buồn cái xe nóc này, có các bác tháo ghế này, đó là những kỷ niệm không giờ em quên. Thôi thôi, không phải tháo ghế đâu. Nhưng mà hết chỗ ngồi ba bác là chỉ có 2 ghế thôi. Hộp mic đây nhá. Tiền thì anh Ngọc cũng đã để bàn rồi. Cái nữa là anh cho bộ đi sạc đấy chưa? Đấy. Các bác đã tiền là sẽ đi xong rồi. Dạ vâng. Hôm nay anh thêm 2 đô bin nữa cho anh gửi tiền luôn. Vâng. Anh 4 đô bin. 4 đô bin 8 quả. Ờ. 2 tỷ. Thêm vào, ăn lâu lắm không được đếm tiền các bạn, toàn vợ đếm tiền thôi, hôm nay đốt tiền run lắm các bạn. Quý các bác ở xa về ủng hộ rất là nhiều cái sản phẩm rồi. Làm việc ba chủ rồi. Xuống cái là anh Ngọc đọc rằng là một đôi loa B3 Zmangji 212, một con đẩy K8, một con lưng, một chiếc bao và một mic các bác ạ. Vậy là anh đã rất là quý mến cửa hàng rồi. Như vậy là em rất là cảm ơn. Thêm vào sút nữa. Còn nhiều. Anh Ngọc từ giờ đến Tết cứ ủng hộ cho em thêm vài ba bộ nữa. Đây là 4 đôi nhá. Hai cái dây cho cái đẳng quay này. Ok, đây là 34 triệu. Hai dây cho cái đôi đẳng. Rồi xếp hết đồ lên xe cho bác xong chưa? Dạ vâng, em xin gửi lời chào tất cả các bác nhé. Em dừng lại video tại đây để cho anh xã em cũng chuẩn bị lốt đồ cho anh Ngọc xong để các anh về nhà cho được sớm ạ. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, em rất là cảm ơn anh. Anh nhé, dạ vâng. Em gửi lời cảm ơn anh, dạ vâng ạ. Anh chưa về không nhá. Thiếu một cái dây loa xúc nhá. Thiếu một cái dây loa của loa xúc anh ạ. Vâng. Em xin gửi lời chào tất cả các bác ạ. Thân ái chào tạm biệt.